Xin chào các em. Hôm nay cô rất vui được đồng hành cùng các em trong tiết hoạt động trải nghiệm. Các em hãy chuẩn bị sẵn sàng để chúng ta cùng bắt đầu vào tiết học nhé. Tiết hoạt động trải nghiệm ngày hôm nay của chúng ta có chủ đề Vì một cuộc sống an toàn tuần 6. Xin mời các em chúng ta cùng tìm hiểu bài học. Bây giờ, cô mời các em chúng ta cùng khởi động một chút nhé. Các em hãy quan sát các bức tranh 1, 2, 3, 4 và 5. Các em hãy chỉ ra những địa điểm nào dễ bị lạc. Cô sẽ dành cho các em thời gian là 10 giây. Xin mời các em. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, hết giờ. Chắc hẳn rằng các em cũng đã vẫn nhận biết được những địa điểm nào là dễ bị lạc rồi đúng không nào? Ở đây chúng ta thấy có bến xe này, sở thú, rồi siêu thị, chợ và trường học. Vậy thì những địa điểm nào mà chúng ta dễ bị lạc? À, chính xác, đó chính là bến xe nè, sở thú, chợ, siêu thị, là đây là những địa điểm mà chúng ta dễ bị lạc nhất. Vậy khi bị lạc thì chúng ta cần làm gì? Cô mời các em chúng ta cùng bước sang hoạt động tiếp theo nhé. Cô mời các em chúng ta cùng tìm hiểu cách phòng tránh bị lạc. Các em hãy quan sát các bức tranh 1, bức tranh số 2, bức tranh số 3 và bức tranh số 4. Các em thấy dựa vào các gợi ý của mỗi tranh. Ở tranh số 1 gợi ý là nếu bị lạc, con nhớ đến quầy thu tiền tầng 1 nhé. Bức tranh số 2 là bạn nhỏ nhớ số điện thoại của bố. Bức tranh số 3 là các bạn nhỏ đang cùng nhau đi dã ngoại và các bạn nhắc nhau là chúng mình đi cùng nhau nhé. Ở bức tranh thứ 4 là cô giáo dẫn các bạn đi vào công viên. Cô nhắc nhở các bạn là các em nhớ đi cùng nhau nhé. Vậy thì chúng ta quan sát mỗi hành động của mỗi bạn. Chúng ta sẽ đồng tình với tranh nào và bức tranh nào mình không đồng tình với các bạn đó và nêu lý do vì sao. À, như vậy, nhìn vào các gợi ý của tranh và nét mặt hành động của các bạn trong mỗi bức tranh thì chúng ta đều đã nhận biết được tranh nào là mình nên và tranh nào mình không nên, đúng không nào? Và ở tranh số 1 là bức tranh mình đồng tình với bạn nhỏ khi mà lắng nghe và ghi nhớ lời dặn của ba mẹ. À, cô cũng đồng tình với bức tranh thứ hai của bạn Nam là mình sẽ nhớ số điện thoại của ba hoặc của mẹ. Và bức tranh thứ ba cô cũng đồng tình với các bạn là khi chúng ta mà đi dã ngoại với các bạn cùng nhau thì chúng ta nên nhắc nhở nhau là đi cùng không được tách các bạn mình ra. Và ở bức tranh thứ tư là mình đồng tình hay không đồng tình nào với hành động của bạn nhỏ nào? Trong khi cả lớp thì đang đi theo cô giáo và nắm tay đi rất là trật tự theo hàng, một mình bạn đã tách hàng và ngó nghiêng xung quanh đúng không nào? Thì hành động này là hành động không đồng tình. Rồi, cô chúc mừng các bạn đã có những nhận định rất là chính xác về mỗi bức tranh. Như vậy, trong bức tranh số 1, chúng ta đều đồng tình với bạn nhỏ trong hoàn hành trong bức tranh này. Đó là khi đến những nơi đông người như siêu thị, ở chợ, thì chúng ta cần phải luôn trao đổi trước với bố mẹ hoặc là người lớn để tránh trường hợp chúng ta bị lạc mà không tìm thấy, đúng không nào? Với bức tranh thứ hai, chúng ta cũng đồng ý tình với bạn nhỏ là chúng ta luôn cần phải ghi nhớ số điện thoại của bố, của mẹ và địa chỉ nhà mình. Trong trường hợp mình có bị lạc thì mình có thể nhờ người xung quanh gọi điện cho bố mẹ của mình hoặc là nhờ những người mình tin cậy trên đường
và đưa mình về theo địa chỉ mà mình ghi nhớ, thì đó, điều đó là một trong những điều rất là cần thiết. Chúng ta cần phải lưu được số điện thoại của bố mẹ hoặc là nhớ cái địa chỉ của nhà mình các em nhé. Với bức tranh số 3 này, chúng ta đều đồng ý với các bạn, đó là khi chúng ta đi đến những nơi đông người và đi cắm trại cùng với các bạn hoặc là đi dã ngoại cùng với người thân của mình, thì chúng ta luôn đi cùng bạn bè hoặc người thân nếu mà chúng ta phải ra ngoài, để tránh trường hợp chúng ta bị lạc nhé. Trong trường hợp bức tranh thứ tư, chúng ta đều không đồng tình với bạn nhỏ khi chúng ta đang đi cùng các bạn và cô giáo đến công viên. Đây là một trong những nơi rất là dễ bị lạc. Vì vậy mà chúng ta cần phải nhớ đó là luôn đi theo cô giáo và các bạn, không được tự ý tách hàng đi riêng lẻ một mình. Điều đó sẽ rất là nguy hiểm cho bản thân của mình. Các bạn nhớ chưa nào? Để tránh bị lạc khi đến những nơi công cộng hoặc những nơi đông người như bến xe, siêu thị, chợ, thì các em cần ghi nhớ những điều sau. Thứ nhất, chúng ta luôn nắm tay và đi theo sát người thân ở những nơi đông người. Thứ hai là hãy học thuộc thông tin cá nhân của mình và người thân như số điện thoại của ba mẹ, số nhà, địa chỉ nơi mình ở. Thứ ba là hãy tìm người giúp đỡ khi bị lạc, như những người đó chúng ta có thể nhờ như chú công an hoặc bác bảo vệ. Đây là một trong những điều mà các em cần ghi nhớ để chúng ta tránh bị lạc nhé. Chúng ta vừa tìm hiểu về cách phòng tránh khi bị lạc. Và bây giờ, cô mời các em chúng ta cùng tiếp tục tìm hiểu cách phòng tránh bị bắt cóc. Vậy khi bị bắt cóc thì chúng ta cần làm gì? Cô mời các em chúng ta cùng theo dõi vào bài học phần tiếp theo này. Bây giờ, cô và các em chúng ta cùng trao đổi về cách phòng tránh bị bắt cóc theo các gợi ý của mỗi bức tranh. Chúng ta có 4 bức tranh: bức tranh số 1, bức tranh số 2, bức tranh số 3 và bức tranh số 4. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu từng bức tranh nhé. Các em hãy đã quan sát các bức tranh rồi. Các em hãy cho cô biết cách phòng tránh khi bị bắt cóc theo gợi ý của mỗi tranh là gì nào. Ở bức tranh thứ nhất, chúng ta thấy khi bạn nhỏ đi ra ngoài thì mẹ nhắc nhở là đi ra ngoài còn nhớ mang theo chiếc còi nhé. À, như vậy chúng ta thấy ở đây khi chúng ta đi ra ngoài, chúng ta nên mang theo một chiếc còi để khi có gặp một điều gì hoặc là người nào người xấu, chúng ta có thể dùng cái còi này để báo hiệu cho những người xung quanh biết. Vì vậy, chúng ta luôn mang theo một chiếc còi khi đi ra ngoài các em nhé. Ở bức tranh số 2, chúng ta nhìn thấy bạn nhỏ đang trên đường đi học về một mình và có một người lạ đi xe máy và ngỏ ý là muốn chở bạn lên xe đi về, và bạn đã nói với chú rằng là cháu không đi theo chú đâu. Vậy thì cách phòng tránh khi bị bắt cóc của bạn nhỏ là gì nào? Đúng rồi, đó là chúng ta không nên đi theo người lạ khi không được sự đồng ý của bố mẹ hoặc người thân. Các em nhớ nhé, và hành động của bạn nhỏ đã từ chối đi theo người lạ này rất là đáng khen, đúng không nào? Ở bức tranh số 3 này, chúng ta quan sát và nhìn thấy ở phía gốc cây to có một người đàn ông lạ mặt, đeo khẩu trang kín mít, đúng không nào, và đang nhìn dõi theo bạn nhỏ đi học về một mình, và bạn đã cảm thấy có điều gì đó không ổn đối với mình, và bạn nghĩ trong đầu là mình phải đi thật nhanh, có người đang theo dõi mình. Vậy hành động của bạn nhỏ thể hiện cái việc phòng tránh bị bắt cóc là gì nào? À, đúng rồi, đó là chúng ta không được tự ý đi ra khỏi nhà hoặc là đi ra khỏi trường một mình, đúng không nào? Các em nhớ nhé, khi chúng ta tan học
Chúng ta nên ngồi ở trong sân trường để đợi ba mẹ mình đến đón, và chúng ta không được tự ý đi bộ một mình về nhà khi ba mẹ chưa cho phép. Thì điều đó sẽ rất là nguy hiểm cho bản thân nếu gặp người lạ có những ý đồ xấu như thế này. Đúng không nào? Rồi, ở bức tranh thứ tư, chúng ta quan sát thấy bạn nhỏ đang được một cô phụ nữ cho một gói bánh, và bạn nói với cô là, bạn nói với cô như thế nào nào? À, bạn nói, mẹ cháu dặn không nhận quà từ người lạ. Vậy hành động của bạn nhỏ thể hiện cách phòng tránh bị bắt cóc là gì đây? Rất là giỏi. Đó là chúng ta không nhận quà, nhận tiền hoặc là thú cưng từ người lạ nếu như ba mẹ mình chưa cho phép, đúng không nào? Và hành động của bạn nhỏ rất là đáng khen. Vậy qua phần tìm hiểu nội dung của các bức tranh thì chúng ta đều đã nhận thấy được những cái kỹ năng phòng tránh khi bị bắt cóc. Đó là chúng ta không nên nói chuyện với người lạ, không nhận quà của người lạ, không đi theo người lạ khi mà ba mẹ mình chưa cho phép và đồng ý. Chúng ta cũng không tự ý đi một mình. Không nên la cà mà nên đi đến nơi, về đến chốn. Khi cảm thấy có điều nguy hiểm thì chúng ta cần đi nhanh hoặc bỏ chạy thật nhanh đến nơi đông người nhờ sự giúp đỡ. Và cuối cùng là chúng ta hãy hô to khi cần người giúp đỡ. Các em nhớ nhé. Đây là phần nội dung cần ghi nhớ của hoạt động này. Và cô mời các em chúng ta cùng đọc thầm lại một lần nữa nào. Như vậy, qua phần bài học ngày hôm nay, cô đã và các em cũng đã tìm hiểu về cách phòng tránh khi bị lạc và cách phòng tránh khi bị bắt cóc. Các em hãy ghi nhớ và vận vận dụng thật tốt vào trong cuộc sống hàng ngày của mình, và nhắc nhở các bạn của mình cùng thực hiện thật tốt theo nhé các em. Cô xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em ở những tiết học sau.